Pokemon thì có thể được sinh ra từ những nguồn gốc khác nhau trong tự nhiên. Một số là thực vật, một số loài là đồ vật có suy nghĩ. Nhiều loài hơn nữa dựa trên các loài động vật có thật. Và một số là những linh hồn còn sót lại chưa siêu thoát, nhập vào đồ vật hay là một con vật nào đó. Chung quy lại là tụi nó rất đa dạng về nguồn gốc xuất xứ và chủng loài. Nhưng còn hơn thế nữa, trong khi con người chúng ta đang tranh luận, đặt ra vô số giả thuyết rằng trái đất có phải là hành tinh có sự sống duy nhất hay không? Nếu có sự sống ngoài không gian, thì họ hẳn đã phải có nền khoa học cực kỳ vượt trội. Vậy thì sao đến tận bây giờ, ta vẫn chưa thấy một người ngoài hành tinh nào bằng xứ bằng thịt? Hay đã có rất nhiều sự kiện ồn ào được đồn đoán rằng có người ngoài hành tinh xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, nhưng vẫn không một thông tin nào là 100% uy tín? Hay là những giả thuyết rằng sự tồn tại ngoài không gian đã bị chính phủ Mỹ che đậy? Mà tôi cũng không biết tại sao phải là chính phủ Mỹ ở đây nữa. Ấy vậy mà trong thế giới Pokemon, sự sống ngoài không gian hoàn toàn có tồn tại, và tụi này tìm đến trái đất với vô vàn cách thức cũng như là mục đích khác nhau. Mục đích di cư tìm nơi ở mới cũng có, hoặc thậm chí là xâm lược cũng có. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những Pokemon nào được nghi ngờ là đến từ ngoài không gian, và những Pokemon được xác định thực sự là đến từ ngoài không gian, và mục đích của tụi này xuống trái đất làm gì nhé. Nhân tiện đang nói về vũ trụ thì Arceus dù cho thở không ra hơi vì phát tín hiệu vũ trụ quá nhiều thì ngài vẫn kiên trì phát tiếp, cho đến hơn 70% những bạn nào còn do dự và chần chừ sẽ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà kênh sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ điểm qua những con có dấu hiệu mà các nhà khoa học còn nghi ngờ. Mở màn đó chính là gia đình sao biển nhà Staryu và Starmie. Pokédex có mô tả rằng lõi của nó nhìn giống như một vỏ kim loại màu vàng với một viên ngọc màu đỏ ở giữa. Nếu bất kỳ phần phụ nào của Staryu bị mất hoặc là bị động vật ăn thịt như là Lumion ăn, nó sẽ không bị tổn hại và có thể mọc lại dễ dàng, miễn là phần lõi vẫn còn nguyên. Khi mặt trời lặn thì lõi của Staryu phát sáng rất mạnh. Nhiều Staryu sẽ trôi từ đáy biển lên bề mặt và liên kết với các ngôi sao trên bầu trời đêm bằng cách nhấp nháy lõi của chúng. Nhìn giống như tụi này đang gửi tín hiệu vào không gian, thể hiện mối liên kết với các thiên thể ngoài vũ trụ. Còn ở dạng tiến hóa cấp 2 Starmie của nó, từ phần lõi, Starmie có thể phát ra một sóng điện từ đủ mạnh để vươn tới những nơi xa nhất trong vũ trụ. Việc chuyển đổi nhiều màu sắc của phần lõi cũng được cho là một phương pháp giao tiếp với các thành viên khác trong giống loài của nó. Vì hình dạng cơ thể và thói quen gửi tín hiệu lên bầu trời, một số người tin rằng Pokemon này đến từ ngoài trái đất. Và đương nhiên thì đó cũng chỉ là một giả thuyết mà quá nhiều người đồn, nên thành ra mọi người cứ cho là nó đúng thôi. Chứ vẫn chưa rõ là tụi này đến từ đâu, bằng gì, hoặc là tại sao lại ở lại trái đất. Nhưng cơ chế sinh tồn bằng phần lõi ở trung tâm và mọc lại các phần phụ khá giống với một Pokemon ngoài hành tinh khác được xác nhận, cho nên là người ta cũng không khỏi nghi ngờ về nguồn gốc của loài này. Tiếp theo đó chính là Solrock và Lunatone. Hai Pokemon này được nghi vấn khá cao đến từ mặt trăng và mặt trời, hai hành tinh thân thuộc với trái đất nhất. Tụi này được giới thiệu vào thế hệ 3 ở vùng Hoenn, nơi đây giống như là một cái nôi của thiên văn học trong thế giới Pokemon, vì rất nhiều cuộc va chạm thiên thạch xảy ra ở đây. Do đó các nhà khoa học đã xây dựng rất nhiều trạm nghiên cứu không gian đồ sộ ở chỗ này để tiện cho việc nghiên cứu và theo dõi. Trong đó họ quan sát được rằng mỗi khi những mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống thì xung quanh đó sẽ xuất hiện nhiều hơn những con Solrock và Lunatone. Sức mạnh của Solrock và Lunatone cũng thay phiên nhau lần lượt được cung cấp bởi mặt trăng và mặt trời. Một dẫn chứng nữa không thể nào bỏ qua trong bản game thế hệ 3, hai con này chỉ được tìm thấy ở thác thiên thạch Meteor Falls. Khu vực thác nước này ngày xưa được hình thành từ cuộc va chạm với những cơn mưa thiên thạch, khiến cho tầng địa chất ở đây được trộn lẫn với các mảnh vụn của vụ va chạm thiên thạch năm xưa. Và đây cũng đã từng là nơi định cư của một dân tộc thời cổ đại. Người ta cho rằng loài Solrock và Lunatone đã cảm nhận được phần đất đá nơi đây có nguồn gốc đến từ không gian, mang lại cảm giác thân thuộc, nên toàn bộ giống loài Solrock và Lunatone trên vùng Hoenn đã quy tụ về đây hết. Và đương nhiên đây cũng chỉ là kết quả từ việc quan sát của các nhà khoa học mà thôi. Vẫn chưa có một xác nhận uy tín nào về nguồn gốc của hai loài này, cho nên chúng ta cũng chỉ đoán giả đoán non vậy thôi. Tiếp theo là một loài dù chưa được xác nhận, nhưng theo tôi chắc chắn là loài lạ lùng nhất trong tổng cộng 1025 loài Pokemon được giới thiệu. Các bạn đoán ra được con nào không? Đó chính là Unknown. Có một số lý do tôi nghĩ nó cực kỳ lạ lùng và bí ẩn như cái tên của nó vậy. Unknown thường được gắn liền với các di tích cổ đại, nền văn minh cổ đại và kiến thức ẩn giấu. Và hình thù của tụi này có 28 dạng khác nhau, lại trùng hợp biểu thị cho bảng chữ cái Latin. Vậy là ngày xưa những người cổ đại đã từng tiếp xúc với biểu tượng chữ Latin như thế này rồi. Dù cho là một Pokemon chẳng có gì nổi bật về sức mạnh, hay là chiêu thức, hay bất kỳ điều gì độc đáo, nhưng tụi này không thể nào bắt được nếu đi game ngoài bình thường, mà chỉ có thể tìm thấy được tụi này trong các di tích cổ. Mỗi vùng thì chỉ có một nơi tìm được tụi này mà thôi. Mà nếu vậy thì ở mấy di tích này chỉ duy nhất xuất hiện tụi Unknown, chứ tuyệt nhiên không thấy những tụi Pokemon khác. Người ta nghiên cứu rằng Unknown đa phần sẽ sinh sống ở một chiều không gian khác so với con người, và chúng có khả năng di chuyển qua lại những chiều không gian đó.
và chiều không gian khác ở đây rất khác với du hành thời gian của Slurpy nha. Kiểu tour này hay ở mấy chiều không gian cao cấp hơn như là 4D, 5D, thậm chí là 10D vậy đó. Thứ mà con người chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Nếu tất cả hình dạng unknown được tập hợp thì chúng sẽ tạo ra một nguồn sức mạnh to lớn. Trong anime thì rất nhiều lần ta thấy chúng có khả năng thay đổi được luôn thực tại và biến trí tưởng tượng thành hiện thực. Nhưng sẽ khá là vô nghĩa nếu bạn bắt hết các dạng unknown trong bất kỳ tựa game nào, vì sẽ chả có chuyện gì xảy ra hết, khác với trong anime rất nhiều. Chỉ có duy nhất ở phần game Heart Gold và Soul Silver, khi chúng ta đưa Arceus đến khu di tích Shinjo Run và lựa chọn một trong ba vòng tròn tượng trưng cho Giratina, Palkia, Dialga để kiểu Arceus làm phép đó, tạo ra một vị thần mà chúng ta muốn, thì lúc này ta sẽ thấy toàn bộ unknown sẽ xuất hiện và xoay quanh vị thần này, giúp ngài tạo ra một trong ba đứa con của mình. Do đó cho thấy sức mạnh và mối liên kết của tụi này với vị thần tạo ra thế giới và vũ trụ là một điều bí ẩn. Vì thế mà tụi này không đơn giản chỉ là một sinh vật trên trái đất, mà rất có thể tụi này đã tồn tại và hình thành liên kết cùng thời gian với Arceus, giai đoạn mà vũ trụ mới được sinh ra. Nói chung là bí ẩn về loài này còn vô số kể và không thể nào nhìn mặt vào bắt hình dong. Cũng vì còn quá nhiều bí ẩn nên cũng không thể khẳng định tụi nó có đến từ không gian hay không. Nhưng ai ai cũng có đầy đủ niềm tin rằng tụi này đẻ ra vũ trụ cũng không chừng á. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những Pokemon được xác nhận uy tín là đến từ ngoài hành tinh. Đầu tiên thì dịu dàng dễ thương một chút, đó chính là Clefable. Những Pokemon hệ tiên này là một trong những dòng tiến hóa đầu tiên trong phim hoạt hình được xác nhận là có mối liên kết với sự sống ngoài trái đất. Cấp 1 Cleffa thường được gọi là một Pokemon hình ngôi sao, và trong Pokédex của nó cũng đề cập rằng Pokemon tưởng chừng như rất hiếm này sẽ tăng lên số lượng khá đáng kể vào những thời điểm mà va chạm thiên thạch xảy ra, không khác gì Lunaton và Solrock. Khi tiến hóa lên Clefairy thì loài này sẽ thể hiện mối liên kết cực kỳ gắn bó với mặt trăng. Do có bản tính nhút nhát nên tụi này hay trốn trên những ngọn núi, không xuất hiện vào ban ngày. Chỉ cho tới những đêm trăng tròn, người ta mới thấy tụi nó bật mốt hướng ngoại hơn, tụ tập lại với nhau và nhảy múa dưới ánh trăng, hấp thụ năng lượng vào đôi cánh nhỏ và có thể bay lên cao. Không biết sao mà Pokédex và anime đều xác nhận tụi này đến từ mặt trăng. Dù cho không khí ở trển khác trái đất rất nhiều, nhưng tụi nó vẫn sống và thích nghi rất bình thường. Việc nhảy múa dưới ánh trăng cũng như là một cách tưởng nhớ về quê nhà của chúng, với ước mong là có thể một ngày nào đó được trở về. Thậm chí trong anime hồi đó còn cho tụi Clefairy lái UFO xuống trái đất, và mỗi vùng đất cứ gặp Satoshi là cái đĩa bay của tụi nó lại hư một lần. Nhưng mà buồn cười cái là dù cho công nghệ và trí tuệ kinh khủng cỡ nào để tụi này làm ra UFO đi chăng nữa thì vẫn bị con người tóm được. Cái lý do gì cho sự ngáo ngơ thì trong phim cũng không nói. Tiếp đến là một Pokemon nữa từ ngoài không gian, có mục đích đến trái đất khá thú vị và khá là dễ thương. Đó chính là loài Minear. Minear hình thành trong các tầng bình lưu, tức là cao hơn cả tầng ozone, từ sự kết tụ của các hạt nano đột biến. Nó hấp thụ các hạt vật chất, từ đó tạo nên phần lõi, rồi tiếp đến là phần vỏ của mình. Quá trình đắp dày lên phần vỏ luôn luôn xảy ra, khiến cho nó quá nặng và rơi xuống trái đất. Đó cũng là lúc con người nhìn thấy những ngôi sao băng xuất hiện. Lớp vỏ của nó vỡ ra sau khi va chạm xuống bề mặt trái đất. Khi đó thì nó cũng trở nên nhẹ hơn và có khả năng tấn công nhanh chóng. Tuy nhiên thì nó không thể nào sống sót lâu khi lõi của nó bị lộ ra, và cuối cùng sẽ chết nếu không được đặt vào một quả Pokeball đủ nhanh. Mặc dù vậy thì nhiều Minear đã ngã xuống trái đất sẽ cố gắng quay trở lại không gian, nhưng đáng buồn là tụi nó không thể nào bay cao và đủ gia tốc để bay ra lại ngoài không gian được. Khi còn trong khu vực tầng bình lưu và tầng ozone thì tụi này thường ăn bụi để duy trì sự sống. Tuy nhiên thì ở đây cũng chả bình yên cho lắm, vì tầng ozone chính là khu vực địa bàn của một Pokemon mạnh hơn chúng rất nhiều, đó chính là Rayquaza. Cho đó thì tụi này cũng là thức ăn ưa thích của vị thần này luôn. Thành ra tôi thấy đây chắc là loài Pokemon ngoài không gian có số phận trung chuyên nhất trong thế giới Pokemon rồi đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến những con tay to mặt lớn hơn. Nhắc đến cái con mà cho chúng ta khái niệm đầu tiên về người ngoài hành tinh trong thế giới Pokemon thì đó chính là Deoxys. Ý tôi là có hẳn một movie riêng để kể về Deoxys và hành trình đi tìm người thương, nhưng lại bị bạo hành khi lỡ đặt chân đến vùng đất xa lạ. Cho nên tài liệu về Deoxys chắc chắn là kỹ càng nhất trong số những Pokemon được nêu ở đây. Deoxys được hình thành do đột biến của một loại virus từ không gian. Pokemon này rất thông minh, phần não của nó là viên pha lê trước ngực, còn những bộ phận mà chúng ta thấy hoàn toàn có thể được thay đổi để phù hợp cho việc chiến đấu và sinh tồn. Khi mấy bộ phận này bị tổn thương mà phần lõi pha lê vẫn còn nguyên thì nó sẽ có khả năng tái tạo lại được, giống y chang cơ chế sinh học của Starmie và Staryu vậy đó. Nó cũng được cho là có khả năng tạo ra cực quang mà không cần thay đổi hình dạng. Những cực quang này có thể có các bước sóng điện từ khác nhau, được sử dụng để giao tiếp với những Deoxys khác. Vì là một Pokemon virus đột biến, thay đổi khó lường, nên sự xuất hiện của Deoxys ở một hệ sinh thái tuần hoàn như là trái đất là một mối đe dọa rất rõ ràng. Vì rất có thể nó sẽ mang theo sự thay đổi hay là phá vỡ vòng tuần hoàn hàng triệu năm của trái đất. Do đó một Pokemon nắm giữ trật tự trong tự nhiên như là Rayquaza cứ cảm nhận được sự hiện diện của Deoxys xung quanh trái đất là nó sẽ cố gắng loại bỏ cho bằng được. Trong Gen 3, cụ thể hơn là bản remake Omega Ruby và Alpha Sapphire, thì chúng ta cũng đã được một lần cưỡi Mega Rayquaza bay ra ngoài vũ trụ
để ngăn chặn một thiên thạch đủ lớn có sức phá hủy hoàn toàn hành tinh. Khi thiên thạch vỡ vụn thì cũng là lúc sinh vật bên trong thiên thạch này xuất hiện, và không một ai khác, đó chính là Deoxys. Và cũng trùng hợp làm sao thì chúng ta cũng đã lấy Rayquaza để ngăn chặn mối nguy truyền kiếp của mình. Mà Deoxys sao tôi đọc được thì cũng chả có mục đích xấu xa gì từ đầu, chỉ là bản chất tồn tại của nó là một dạng hỗn loạn có hại cho trái đất mà thôi. Nên người chơi chúng ta cũng kiểu hy sinh thu phục nó rồi huấn luyện để bảo vệ trái đất, chứ không có ý là muốn bắt Pokemon mạnh mẽ ngoài không gian về để làm của riêng đâu ha. Chúng ta liêm khiết lắm. Tiếp theo là một Pokemon nữa đến từ ngoài hành tinh và quậy phá hơn rất nhiều so với Deoxys, mà Rayquaza vẫn để yên. Vào hơn 20.000 năm trước tại vùng Gala, có một tiểu hành tinh đã rơi xuống khu vực The Crown Tundra. Bên trong mảnh thiên thạch này là một Pokemon mang theo năng lượng hóa khổng lồ cực kỳ to lớn, đó chính là Eternatus. Nó vẫn đang ngủ yên cho đến tận hơn 17.000 năm sau. Pokemon này thức tỉnh lần đầu tiên, bay ra ngoài tảng thiên thạch đó, hóa thành hình dạng khổng lồ với kích cỡ chưa từng thấy, gây ra một cơn bão năng lượng, xé toạc không gian và thời gian ở vùng tâm bão, gây ra sự kiện ngày đen tối nhất cho vùng Gala, và phải nhờ đến Zacian cùng Zamazenta hợp sức mới có thể đánh bại được nó và đưa nó vào giấc ngủ sâu một lần nữa. Nhưng đồng thời sự kiện đó cũng làm cho các hạt năng lượng của nó phân tán khắp vùng Gala, gây ra sự kiện các Pokemon bị hóa khổng lồ một cách không kiểm soát. Người ta gọi những hạt năng lượng này là hạt Gala, và những người đứng đầu của vùng này quyết định cho xây dựng những nhà thi đấu ở những nơi tập trung nguồn năng lượng hóa khổng lồ mạnh mẽ nhất. Còn đối với tàn dư của mảng hành tinh ở khu vực The Crown Tundra, nó đã tạo ra một hang động khổng lồ. Do là nơi yên giấc của Eternatus hơn 17.000 năm, nên các hạt Gala đã ngắm sâu vào lòng đất, đủ lớn để bẻ cong không gian và thời gian, mở ra những cổng kết nối dẫn các Pokemon huyền thoại và Ultra Beast đến đây, vừa khiến cho các Pokemon cũng hóa khổng lồ luôn. Có thể nói Eternatus đã quậy đục nước cái vùng Gala này một thời gian dài rồi đó. Dù cho nó là một mối đe dọa, nhưng cũng đồng thời là cái nơi sinh ra cơ chế sức mạnh và hình thức thi đấu mới lạ cho vùng Gala này. Vì đó mà Rayquaza không làm gì hết. Chắc ngửi được mùi con Eternatus bên trong cái thiên thạch này to hơn mình nên là không dám đánh. Chứ mà thử bên trong nó một đứa nhỏ nhỏ ốm ốm như là Deoxys là cái nhạo vô đấm liền đó. Và cuối cùng, chúng ta sẽ không điểm danh một cá thể Pokemon đơn lẻ nữa, mà sẽ là cả giống loài, chứng minh cho luận điểm rằng có rất nhiều sự sống ngoài không gian mà con người chưa biết đến. Đó chính là những con Ultra Beast. Chúng là những sinh vật từ không gian khác đến trái đất với mục đích khiến cho chúng ta luôn lo sợ từ đó đến giờ, đó chính là xâm lược. Vương quốc của Ultra Beast không hoàn chỉnh như là thế giới Pokemon mà chúng ta đều biết. Mỗi Ultra Beast sinh sống trong một thế giới riêng của mình, và mỗi thế giới đều có cánh cổng dịch chuyển ra một không gian lớn hơn, đó chính là Ultra Space. Nếu muốn đến những không gian khác nơi những Ultra Beast khác đang sinh sống thì phải có đủ khả năng dịch chuyển trong khu vực Ultra Space như cách mà Lunala và Solgaleo đã làm. Có thể hiểu nơi đây không phải là một địa cầu liên mạch như trái đất, mà tất cả đều được kết nối bằng những cánh cửa thần kỳ như là của Doraemon vậy đó. Khi sự kiện đánh gắp ánh sáng xảy ra, tôi cũng đã nói kỹ hơn trong video về phân tích huyền thoại Solgaleo và Lunala. Các bạn có thể qua đó và xem kỹ hơn ha. Lúc này thì thế giới của các Ultra Beast đã bị mất đi ánh sáng, nên khi Necrozma đủ sức mạnh sau khi hợp thể với Lunala và Solgaleo đã mở ra hàng chục cánh cổng kết nối thế giới của các Ultra Beast đến với thế giới của chúng ta. Khỏi đi qua tầng khí quyển chỉ cho mệt hết. Và so với cái thế giới đang mất dần ánh sáng của tụi nó, thì nơi tràn ngập sự sống và ánh sáng như là trái đất, đặc biệt là Alola, chính là môi trường sống cực kỳ lý tưởng, nên cuộc xâm lăng của tụi này chính thức bắt đầu. Giống như hầu hết các loại xâm lược khác, Ultra Beast có tác động khá là tiêu cực và áp đảo lên vùng Alola. Hầu hết các Ultra Beast, mặc dù không phải là loại xấu xa, nhưng lại hoang dã và khó lường hơn các Pokemon bình thường. Chúng gây ra sự hỗn loạn và phá hủy bất cứ nơi nào chúng đi qua. Nói chung là tụi nó quậy cho đen xì luôn đó. Tình hình tồi tệ đến mức mà cảnh sát quốc tế, lực lượng cảnh sát toàn cầu của thế giới Pokemon phải vào cuộc. Nhưng mà tôi thấy có mình ông Locker chạy đi chạy lại hoài à. Sức mạnh hoang dã và hủy diệt của Ultra Beast sánh ngang với một số Pokemon huyền thoại, thậm chí là các quả bóng Pokeball thông thường lại không thể nào nhận được ADN của những Ultra Beast do cấu trúc khác lạ từ kiều không gian khác. May mắn là trước sự kiện mở ra hàng chục cánh cổng không gian của Necrozma, tổ chức Ether Paradise được dẫn đầu bởi Lusamine, người có quá khứ ám ảnh về việc nghiên cứu các sinh vật ngoài hành tinh như là Ultra Beast. Tổ chức của bà đã tạo ra quả Beast Ball, một loại bóng chứa đặc biệt nhận dạng được bộ ADN của các Ultra Beast, giúp cho việc thu phục tụi này trở nên dễ dàng hơn. Mà thật ra bà Lusamine này cũng không tốt đẹp gì đâu. Các bạn có thể coi qua cái video về phản diện đáng sợ nhất, các bạn sẽ rõ. Tóm lại thì cháu có thể thấy, so với Deoxys hay là Eternatus, thì sự xuất hiện từ không gian khác của tụi Ultra Beast này là một mối đe dọa cực kỳ lớn và lớn hơn rất nhiều. Vì tụi này hoàn toàn có một động cơ rõ ràng là chiếm lấy một môi trường sống mới. Và Rayquaza ở bên ngoài tầng ozone nhiều khi cũng đang thưởng thức những con media ngon lành cho no bụng. Còn dưới đây người dân Alola đánh lên đánh xuống sắp mặt mà nó cũng chả biết gì. Và đó là những Pokemon ngoài hành tinh xuất hiện từ trước đến nay. Bí ẩn về tụi này còn khá nhiều, và tôi nghĩ là tương lai chúng ta sẽ được giới thiệu nhiều hơn, và có thể sẽ được hé lộ nhiều hơn về nguồn gốc cũng như là thế giới mà tụi nó từng sinh sống.
Theo các bạn thì còn những Pokemon nào ngoài hành tinh mà tôi đã bỏ sót? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tuần sau. Bye!